Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chơi thử game này. Thì trước là họ đã có một bản demo chơi thử, nhưng tiếc là mình chưa kịp download để chơi thì họ đã ngừng cái bản demo đó rồi. Demo thường giới hạn trong một thời gian nhất định và chỉ cho download trong khoảng thời gian đó. Còn nếu mà thời gian khác có thể là họ mở lại, giống như đây là họ mở đợt demo thứ hai. Thì nhân vật này mình thấy là đã thay đổi kiểu tóc và màu mắt, hai màu mắt thôi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ chơi thử bản demo này ha. Không biết là họ thay đổi nhân vật chính hay là tạo ra một nhân vật khác để chúng ta có thể lựa chọn. Tại demo lúc trước mình chưa kịp chơi ha các bạn, nhưng mà đợt này họ làm nhân vật mình thấy rất là đẹp ha. Rất hay là họ làm cho mình đi bằng WADS nha các bạn. Để nha, trang bị ha. Ra là nhảy nha các bạn. Loretta là tên nhân vật này nha bạn. Đây, đi bằng WADS, thay đổi vũ khí là E và W, sử dụng máu là Y, đỡ là U, interlay là Y, O là đánh tầm xa. H với Y hình như là tương đương nhau nha các bạn. Còn L là tấn công ha. L là nhảy chứ, D là tấn công. Mình đã thử invisibility là nút N, mình đã thử bấm N rồi sao không thấy ta? Không biết là hệ thống nút có bị lỗi không. Để coi lại hệ thống nút thôi. Chỉnh được ha. Trong đây thì nó ghi là ability là N nha các bạn, nhưng mà mình coi là ability lại là nút space ha. Khá là vô lý ha. Khi là sử dụng một bình máu nha các bạn. Mình thấy bên đó nó có một cái gì đó nhưng mà không thể nào nhảy tới nha các bạn. Hy vọng trong tương lai là mình sẽ có double nhảy ha, thì có thể là tới ha, chứ hiện tại là không thể nào nhảy tới bên đó được nha. Đây là chỗ lưu game và hồi bình máu nha các bạn. Wow. Ây da. Theo nguyên lý dòng game sụt thì chúng ta nên chịu khó luyện level, giết những kẻ địch để lên cấp độ nha các bạn. Game này đánh combo khá là đã nha các bạn. Được một cái là mình đụng những con quái vật thì không mất máu ha. Khá ok giờ khi nó đánh mình thôi. Đây, chỗ đó là mình không nhảy được ha. đi. Vậy ui trời, không nhảy kịp nha các bạn. Đây là khu vực bản đồ ha, cũng khá ok cho mình biết có bao nhiêu cửa và đi ở đâu ha các bạn. Đây là nhân vật chính nè. Ồ, có nâng cấp kỹ năng nha các bạn. Kỹ năng là phải nâng bằng vũ khí à, ủa, kỹ năng nâng bằng linh hồn chứ, lộn. Wow, rất nhiều nhánh kỹ năng ha các bạn. Ở đây có nhiều món vũ khí nè. Có kiếm, lưỡi hái, móng vuốt và bình thường nữa các bạn. Nhưng mà bây giờ mình chỉ được nâng những cái cơ bản thôi nha các bạn. Và mình cũng chưa đủ để mình nâng nữa các bạn. Game khá hay ho. Và bây giờ mình sẽ đi xuống dưới ha, bấm nút xuống và nhảy ha. Đó, bây giờ được nhảy 2 lần nè các bạn. Đó, mình được lướt luôn ha. Khá là hay nha các bạn. Wow, qua đây đánh chùm mà. Ôi trời, nó thương quá to nha các bạn. Sao mình không hồi máu được? Rồi. Ôi trời. Ây da. Ây da, trời. Chỉ có nhảy né thôi nha các bạn. Mình xài hết 3 bình máu luôn. Ủa? Sao lại về đây ta? À, vậy là cái màn này là chỉ là đánh boss phụ nha các bạn. Không phải là đi ở đây ha. Chúng ta nên tìm những cái hướng đi và có những khu vực khác ha. Ồ, chân dòng sụt nha các bạn. Như vậy cũng hay. Có nhiều phương hướng đi ha. Ủa, phải không? Không phải. Mà cái này nó là chỗ khác. Khu vực này là khu vực khác các bạn ơi. Bây giờ hên là chỉ mất tí xíu máu. Trời, khó vậy. Hàng chi thấy lạ lạ. Chưa gì đã đóng rồi. Tăng sát thương vào điểm yếu của kẻ thù nha các bạn. Sao mình lại rớt xuống đây? Khu vực này không có gì đi à. Ability là chữ C nhưng mình bấm nút space thật là lạ ha. Bấm nút C cũng được hoặc là space cũng được nha các bạn. Sao đi qua khu vực này trời? Lại vậy? F1 là bản đồ nha các bạn. Đây là trang bị nè các bạn. À, có đồ trang bị thời trang luôn nha các bạn. Đây là chìa khóa ha. Còn đây là kỹ năng nha các bạn. Hiện tại bản demo thì chưa cho từng các kỹ năng khác ha. Giờ mình sẽ nâng thử cái này ha. Không cho mở nha các bạn. Còn lại là nâng. Một 1002 lận. Game này có tính chơi đi chơi lại nhiều nha các bạn. Tại dòng sụt mà kiểu Castle Media, Castle Metroia gì đó. Hay hay. Đây. Đây bản đồ ha các bạn, mình sẽ thấy được là có hai khu vực chấm đỏ là mình có thể đi ha. Một là đi lên trên, hai là đi xuống dưới. Đây mình đang đi xuống dưới đây, coi có gì khác biệt không. Ôi à. Hình như ở trên đây có cái gì đó. Lấy được 135 linh hồn, nhiều quá nha bạn. Các bạn có thể là quên cái linh hồn nhưng mà ủa, khu vực này khu vực ẩn nè các bạn. Đó mình thấy là cây đúng không, nhưng mà bên trong nó ẩn à. Tăng máu tối đa là 5. Ngon, 55 máu rồi nha các bạn. Rồi xong tôi luôn rồi, xong tôi luôn rồi. Cái gì vậy? Hồi máu nha các bạn. Ôi dạ. Quên nữa. Khi mình hồi máu lại thì tất cả quái vật sẽ được hồi lại nha các bạn. Nói như ủa mà sao con này không mất máu vậy? Game lại nhé. Bình thường là chúng ta hồi máu thì những con quái sẽ trở lại máu bình thường, nhưng có vẻ là họ làm như vậy để chúng ta không có đi kiểu như farm tinh hồn nhiều quá các bạn. Ui trời. Đây mình sẽ coi bản đồ ha. Ở đây chúng ta sẽ có 4 khu vực có thể đi được ha. Ây da. nó dỗ ngã xuống rồi. Những con quái vật linh tinh này rất nhỏ ha các bạn. Tuy đụng không mất máu nhưng mà phải cẩn thận, tại nó vẫn tấn công mình được. Nó là từ cái tổ ong đi ra. Mua tên chỉ đi ha các bạn. Hôm nay mình lượm được một cái cá nót ha. Sao vậy? Như cái đó là khảo sát nhân vật thử mới nhìn thế nào. Theo mình thấy thì ok ha. Ở đây thì nó lại có thêm 3 cửa nữa các bạn. Ui. Khu vực này là hết rồi, hết đường đi rồi. Mệt nhất là những cái con mà bắn nha các bạn. Ủa sao lại xuống đây? Đó, khu vực này nhảy xuống đây được nha các bạn. Đây chỗ xe ven nha các bạn. Mình đang ở khu vực này đây, khu vực này là sẽ thông tới cái khu vực ở dưới hả? Yeah. Vật này là bích rồi, chỉ có một hướng đi thôi. Cái khó là mình phải tìm được cái khu vực để mà đi các bạn. Nhiều khi chúng ta sẽ không biết cái góc nào để mà đi ha. Đó, như góc này mình không biết đi đâu luôn. Tuy là nói là ở đây có một cái điểm liên kết để đi cái khu vực kia. À, chui xuống. Những cái cây này sẽ tăng cho mình 5 máu ha. Đó, bây giờ mình trở lại khu vực này rồi. Phải tìm một cái cửa mà mình chưa có đi qua. Ở đây chăng? Đúng rồi các bạn, khu vực này là mình chưa đi qua ha. Cái gì đây? Chùm ha. Xong tôi luôn rồi. Rồi chúng ta chỉ đánh được nó một máu rồi. Rồi mình hiểu rồi, phải đánh cái điểm yếu của nó nha các bạn. Điểm yếu nó là trên cánh tay ha. Chứ mình đánh cái mình nó chỉ có một máu thôi. Dạ. Hả? Ua để chơi thì chiêu chém bằng như vậy nữa hả? Mới chơi cũng mặt màn đầu à, mà đi đánh con chùm mà biến thành mấy lần luôn. Trời. Trời, nó quýnh một cái. Trời. Cái thương quá nhiều nha các bạn. Mà để vậy mình phải né mấy cái phòng lửa của nó nữa. Ua, thì chiêu. Trời ơi, thì chiêu có chút xíu máu rồi. Đây, cái cây màu xanh ngọc là mình chơi được thì chiêu nha các bạn. Mà có chút xíu máu à. Ở trên đây cao quá không thể nào mà nhảy tới luôn các bạn. Có lẽ nâng kêu nào nhảy cao. Những cái này chỉ là kiểu như item để chúng ta đi màn thôi ha, để đi qua một cái màn nhất định ha, chứ không có cái gì hết hiện tại. Như có hai đường đi thì phải. Mình sẽ vòng qua bên kia để coi như thế nào nha các bạn. Bây giờ mình đã gần hết máu rồi. Như ở đây là một khu vực khác nữa thì phải. Trời ơi đừng nói đánh con này nha. Xong tôi luôn rồi. Tại sao mình không có một chỗ nào sale game vậy? À có rồi. Đây, mình đang đi lại cái khu vực nói bên đây ha. Có nhiều khu vực khác nhau ha các bạn. Hy vọng trong tương lai rồi ý, khu vực này là xuống được nhưng mà không qua được ha. Đúng luôn rồi. Xuống được nhưng không qua được, chỉ có bây giờ quay lại đi hướng khác thôi. Rồi xong tôi luôn rồi. Bây giờ trời ơi, sao bây giờ mình ở đây thế này? Dạ, chết tôi rồi. Trời ơi, xong luôn, bị ăn luôn. Ôi ôi, thật là khó quá đi. Hên là rồi không mất nha các bạn. Mất chắc khóc quá. Chắc đây là bản test nên họ chưa cho mức sụt ha. Nó tới mà mất chắc cười luôn. Vì con này cắn là mất 999 máu nha các bạn, nên phải cẩn thận ha. Giờ mình chỉ có lướt qua luôn chứ mình đâu đánh được đâu. Sao kỳ vậy ta? Wow, cái này là họ sẽ tăng cho mình sát thương và máu ha. Chắc do bản chơi thử nên họ tăng cho mình, bấm Z ha. Trong setting chúng ta có thể chỉnh để không nhận hiệu ứng này cũng được ha. Đây, của mình lên được 2% máu ha, và sát thương ha. Tại có thể là một phần là họ nghĩ người chơi chết nhiều á thì sẽ mau nản game ha. Nhà phát hành này cũng nghĩ cho game thủ ghê luôn. Nhưng sao mình đi xuống dưới đây luôn rồi trời. Lướt 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 lướt. Trời 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 trời. Chết tôi rồi. Thật là khó quá đi. Gì đấy? Cái gì vậy? Cầm nó. Cái kỳ vậy? Nhiên đâu có mấy cái này vậy trời. Cái này giống như là hiểu không? Bộ nước theo quái sao ta? Ây da, bây giờ mình bị đi lại hơi bị xa đấy. Đây là chỗ mà mình đánh con boss ha. Nãy khu vực này là mình bỏ qua, nãy mình không có đi, đáng lẽ phải vô đây trước. Có gương vàng trong đó nhưng mà không cho mình qua nha các bạn. Bây giờ vậy là cái khu vực này đi cũng không được rồi, bị chặn rồi ha. Và cái cục này mình cũng không thấy bấm được gì hết ha. Lại gặp lại con này nữa. Bây giờ sao để dọc lên đây. Có gì? Trời, siêu khó luôn. Siêu khó mà. Nên là nãy mình treo ở khu vực này rồi. Giờ sẽ vòng trở ra ha các bạn. Như vậy quá mà. À xuống rồi nè. Gì á? Hình như chỗ này bị lỗi nha các bạn. Đây là khu vực Này hả? Ở đây cũng bít luôn, không đi được lại được các bạn. Đường này bít rồi ha, đường này bít này nè, muốn vòng lại khu vực lúc đầu cũng được luôn. Như bây giờ là đụng mất máu thì phải, là tùy con đó, con đụng mất máu, con đụng không mất máu chăng. Ừ? Cái gì vậy? Linh hồn ai khóc vậy? Bây giờ con này đụng mất máu nha các bạn, chủ quan nha. Vậy là mình có thể là đã tìm thiếu nên không thể di chuyển chăng. Mình thiếu ở đâu nhỉ? Đây nha các bạn. Ồ, máu cái đã. Không gì đây hả? À, mở một đường lên trên đó. Chết tôi rồi, đi nhảy lộn rồi. Game này mà nhảy lộn là phải trả giá. Phải nhảy là một đoạn quá trời xa luôn. Game này khuyến khích các bạn chơi game pass à. Chứ mình chơi bàn phím là thấy quải rồi. Combo đánh di chuyển cực kỳ khó luôn. Game này thích hợp game pass hơn ha. Mình đang ở đâu đây? Đâu phía trên này. Khu vực cánh đồng gì nữa đây? Chỗ này cũng bị khóa rồi các bạn. Mình lượm được vũ khí lưỡi hái hả? Ôi, lưỡi hái đánh được cái này. Vậy một hai vũ khí này các bạn phải bấm một tay, bấm tới một lần nữa mới được. Đâu vậy? Đang đi đâu đây? Đây là đâu vậy? Lại đánh chùm nữa sao? Rồi chùm nữa rồi. Chùm nữa rồi các bạn ơi. Rồi trời mình đánh lúc đó nó hồi máu nữa các bạn. Rồi xong tôi luôn rồi. Đây là khi mình đánh nó đang biến giáp, đánh nó hồi một phút máu luôn. cuối cùng cũng tiêu diệt được, là mạnh mẽ. Hy vọng trong tương lai thì họ cho mình di chuyển ở những chỗ sale game nha các bạn. Chứ không đi lại những cái khu vực đó thì tóc luôn ha. Kêu nào ấy gì vậy? Trời ơi, xong tôi rồi. Rồi xong tôi rồi. Ơi quá. Sao mà khó vậy? Ây da. Ai sống vậy? Mình đang ở đâu đây? Nãy giờ đi một vòng luôn các bạn. Tăng được 5 máu nha các bạn. Như họ khảo sát là họ đổi cái nhân vật này là có ổn không ấy? Ngồi mau. Nãy giờ mình cứ tưởng mình đang chơi bản full đâu mà. Ai về bản demo mà sao cho chơi nhiều dữ. Ừ? Ôi máu nhiều quá. Trời ơi con nó tự chữa thương nha các bạn. Trời trời trời, đánh liên tục luôn. Mình không kịp làm gì luôn. Khó quá đi. You told me that you met Maya years ago in a fresh summer. You were homeless and helpless, and she brought you back here when the trees of Acacia Potalarifia were in full bloom. You told me you had a real home here. Maya put on her tabard, and you joined Lodge of Sophists. We all thought you were the hope of the eternity, and together you would save it. Maya, the tabard silk custom for you is gorgeous. What is the new hope? Regrettably, hope turned out to be despair. You were said to be responsible for the ruin of Maya and the eternity. The flames of war soon set everything on fire, like burning in hell. While Acacia Potalarifia smelled stronger than ever. She trusted you so much, and wanted to see you so eagerly. What did you do? You betrayed her, and opened the door to our enemies. Open your eyes and look at all this scorched earth owed to you! Traitor! Walk over Maya's body, go back to the clan and claim your credit. I hate you, and so does everyone in the eternity. I'll never, ever forgive you. Vậy là hết rồi sao? Còn đi nữa thì phải. Mình sang một khu vực khác thì phải hả các bạn? Đi đâu đây? Hay là vòng lại nhỉ? À, ra là vậy. Chi thấy nó kỳ kỳ. 战争愈演愈烈。魔法骑士团已经变成城。Chơi game tới đây là hết demo rồi nha các bạn. Game này demo mà họ cũng cho chơi nhiều ghê ha. Hẹn gặp lại ở các phiên bản đầy đủ hơn. Nếu mà họ ra mình cũng có thể suy nghĩ về cái game này nhiều ha. Tóm lại cũng hay hay. Họ cũng khuyến khích cho mình chơi được qua màn. Còn không biết bản chính thức sẽ như thế nào ha. Dưới góc độ mình thì game này cũng khá hay hay. Combo cũng khá nhiều. Mới mở được một vũ khí đầu tiên rồi ha các bạn. Mình thấy là họ còn phát triển các vũ khí khác ha. Rồi có vũ khí tầm xa nữa. Rồi video của mình làm tới đây thôi ha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn một ngày tốt lành ha. Chào các bạn.